Chào các bạn, sau đây mình xin chia sẻ về việc sử dụng Anki để ôn thi nội chú và để dùng để thanh nốt các thứ cần ghi nhớ. Đó. Thì mình có chia làm các môn đó là nội ngoại sản nhi, sinh lý hóa sinh, sinh học và giải phẫu. Đây thì mình không có hóa sinh. Đầu tiên là giải phẫu thì gồm có 7 chương, chi trên chi dưới, ngực bụng, thần kinh và đầu mặt cổ. Thì trong mỗi chương thì mình sẽ làm đáp án và có hình ảnh mô tả, mình gọi là hình ảnh trong alat và giải thích tiếng Ý đó. Đó, mình gọi là hình ảnh đó, mình có thể thích tại sao từ ý một ý nó sai tại sao đó. Đó, mình có hình ảnh đó, nhưng cái này mà nếu mà các bạn nhỏ quá không thấy thì mở to lên để xem. Đó, tương tự như vậy. Thì giải phẫu chi trên này, chi dưới này, tương tự này, ngực chẳng hạn. Đó đó, ví dụ đây có hình ảnh, có hình ảnh đó, ví dụ cái này chẳng hạn. Đó, đây cái này thì mình lấy hình ảnh của thầy Vi giảng trên YouTube và mình có lưu lại những thứ này vì có giảng. Đó đó, tương tự như vậy. Đó, cái này thì mình cô lấy hình ảnh ở alat và cho vào. Đó, ví dụ như này. Đó. Đấy, cái này mình thì vi giảng thì mình thanh lưu lại là mình có cho vào đây. Đó, tương tự như bụng là hả. Đó. Ví dụ à đây. Đấy. Đó, mình thì mình cũng cho đáp án này, sau đó mình cho cả những cái kiến thức thầy vi giảng. Đó. Mình nghe trên YouTube rồi mình nốt lại và có hình ảnh là alat giải phẫu. Đó, tương tự các trường còn lại như vậy. Các trường còn lại đó, rồi đấy, đó là giải phẫu. Giải phẫu thì tầm khoảng 1.000 câu và mình có cho thêm một số câu ở cuốn sách đỏ đen vào. Ví dụ đây giải phẫu đoạn cuối này mình có cho thêm à cái này không ạ, ví dụ một chẳng hạn đoạn cuối mình có cho thêm một số câu đỏ đen à. Không, mình cũng cho đáp án và thích nốt ạ. À, đây là hình ảnh thầy giảng rồi. Đây là giải phẫu. Thứ hai là sinh lý. Sinh lý thì rất là nhiều và mình có làm gồm có đầu tiên là test bộ môn này, sau đó test ngày tư là test BRF. Bộ môn thì có bốn chương trọng tâm: tim mạch, thận, nội tiết và máu. Còn những cái chương này là mình có làm ở y học trực tuyến. Đó, thì từng chương thì mình có giải thích từng ý một. Đó, ví dụ như đây à. Đó, mình có giải thích cái sao. Đó, mình có lấy cả dẫn ghi chú ở trong sách vào. Đó, tương tự như vậy. À, cái bộ môn tương ứng thận như vậy. Thận hả, mình có thể thích tương ý một. Đó, mình có cho hình ảnh vào và ghi chú của mình. Đó, hình ảnh đây là ghi chú tương tự. Đó, cái bộ môn. Sau đó đến là cái pattern. Pattern thì mình cũng có làm tim mạch tuần hoàn, thận, nội tiết, huyết học, hô hấp, tiêu hóa. Đó, thì mình trong chương hạn, trong chương thì mình có cho hình ảnh vào và có tại đó từ ý một mình có thể thích tại sao ấy. Và cho nó lại đó, từ ý một, từ câu một mình có giải thích đây, nhưng mà nhỏ thì có thể phóng lên nhanh gì đó, tương tự như thật thật đúng vậy đó. Nhìn xem xem từng ý một mình có tính này, mình giải thích từng ý một đó, mình cho hình ảnh để giải thích. Tương tự mình có thêm là BRF. Bây giờ em thì có làm 5 chương này. Đó.
Đó, từng ý, nhưng mà in là sai, mình có giải thích tại sao sai. Đó. Tương tự. Thoại à. Đó. Mình cũng giải thích từng ý một. Đó, nhưng mà nhỏ thì có thể bao lên hay nhỉ. Đó. Cái này thì các bạn đã phải ôn lại. Đó. Sinh lý, phải là đề sinh học. Đó, mình sai. Sinh học. Sinh học thì mình cũng chia ra các chương, chương mình có chia ra các bài. Đó, mỗi bài hạn, ví dụ bài hạn. Đó, xem trước. Đó, mình có tài liệu hình ảnh này và trong sách. Đó, mình có đây này. Rồi, đến tương tự như vậy thì câu chuyện còn lại thì các bạn còn lại câu vậy. Ở đây có cái này hình ảnh scan lại. Đó, thì cái này mình đã chia đáp án đi và để làm. Đó, tương tự câu chuyện còn lại như vậy. Đó, thì mình chuyển cái. Đó, mình có trong sách mình đưa vào. Đó. Rồi. Sinh học. Đó, sinh học thì phải đọc sách kỹ, tại vì làm nguyên test thì cũng có chúng, nhưng mà phải đọc sách. Nội thì mình cũng chưa có chương, giống một sách, có 19 chương. Đó, nếu có chương thì mình vào đây mình sẽ giờ này, mình xem trước. Đó, từ câu 1. À, đây là sinh học rồi. Nội. Đó, mình xem trước nào. Đó, thành công rồi. Đó, mình còn dẫn trong sách có ghi chú thì mình sẽ đưa vào. Đó, đấy, mình có đưa trong sách vào. Đó, mình có thể thích chẳng hạn tại sao lại như vậy. Thương hiệu tim mạch cũng vậy, thận, tiết niệu. Cái này thì mình có nội thì mình có chia ra chương, cũng thế, cũng giống ở phần trên, nhưng mà mình chia ra các bài. Còn hạn tim mạch thì mình chia ra các bài triệu chứng này, hẹp van này, suy tim và huyết áp. Đó, mấy bài mình cũng có. Đó. Rồi. Đó, đấy là nội. Nội là bên ngoại. Ngoại thì mình cũng chia chương chấn thương, ngoại nhĩ này, xóa não cột sống, tâm tiết niệu, tim mạch, ngoại tiêu hóa. Thì trong các chương chẳng hạn chấn thương thì mình có chia ra y 4 y 6. Đó, y 4 y 6 thì y 4 hạn mình chia chia trên y dưới hạn. Chia trên thì mình đó. Các bài này. Đó. Đó, mình có giải thích tại sao này và đưa slide của thầy vào. Mình sẽ giải thích và có hình ảnh. Đó. Tương tự như vậy. Chúng ta mình gần đưa hình ảnh vào. Ví dụ ngoại nhi nhỉ hả? Tương tự. Đó, mình có đưa hình ảnh. Đó. Đây là slide của thầy. Thì mình có đưa vào. Và trong sách nữa. Từ chữ các từ còn lại như vậy. Cái mình. Đó. Rồi. Đó. Từng câu thì mình con là sai, mình sẽ giải thích tại sao sai. Tương tự như vậy. Đó, y 6 đấy. Y 6 mình có chia ra bài này. Vậy thì mình cũng các bài.
theo lịch giảng. Sọ não là cứ như vậy. Thận tiết niệu. Đó, anh là chưa ra đâu bài. Sọ não ngoại. Cũng là tương đối nhiều. Sản thì sản thì có thêm một môn khoảng 1.000 câu. Cũng khoảng 1.000. À, sản đa nghìn thì có một số bài ung thư thì học. Thì nó cho ở đây. Đó. Thì ví dụ cái này mình cũng đó đó, thỉnh thoảng thì câu nào khó thì mình cho đưa hình ảnh vào để dễ nhớ đó. Dạ. Đó. Đó, mình có giải thích chẳng hạn những cái khó nhớ thì mình tìm cái gợi ý để tự mình nhớ. Đó, sẵn. Sẵn đang nhìn thì có một số bài để học. Đó, người bạn nuôi ạ. Rồi. Nhi. Sẵn rồi ạ. Để Nhi. Nhi thì cũng nhiều. Nhi thì mình có Nhi thì có Nhi bộ môn này. À đây. Nhi đại cương thì cũng có các bài. Đó. Có những câu thì mình sẽ giải thích. Đó và có bị đưa trong sách vào nhẹ nhàng. Đó. Thế như vậy. Đó là Nhi. Nhi thì đó, theo từng bài. Đó, là thật. Đó. Cái này thì mình sẽ cho các bài, ví dụ hội chứng ung thư chẳng hạn. Đó, mình có. Đây, thì mình có giải thích. Chú ý một bài có đưa slide của cô và cái nốt. Thì cô giải mình nốt lại. Đó. Thế thì như vậy đó. Mình có đưa slide của cô và cái này thì mình cô giảng thì mình đã làm cô giảng thêm mình thích nó lại đó, như ví dụ cái này thì cô giảng thêm này thì mình có phụ to cho mình thêm này đó, tương tự như vậy rồi có cái này đó. Mình có chia bài đó, ví dụ đó và mình có thêm cái ốp cái gì đó đây là test lâu lâu rồi. Cái này thì làm thêm cũng được, tại vì cũng là cái bộ môn mà học cũ cũng làm cũng nên làm. Đó. Mình có đưa ra đây những cái nào giải thích thì mình giải thích vào. Đó, cái này thì cũng có các bài này. Từ trường có nhiều các bài. Đó. Ví dụ này. Đây mình có đưa cho sách là Slaco. Đó. Sách này từ chương một nó mỗi đọc chương khác gì tiết học này thận thận này có chương này thứ bài thì cái này thì mình có xin thêm của bạn mình những cái thích nhau của bạn mình thì mình có xin đó thôi cái thêm bệnh sinh này những cái này nó hại mình đưa vào. Đó. Đó. Đó, cái cơm còn có cái nghi review này thì mình ít năm thì mình có thêm vào là mình chưa thêm đáp án thì nếu mà cần thì mình sẽ gửi một số bài mình đã thêm đáp án rồi. Từng năm thì mình cái đoạn này mình cũng chưa thêm đáp án. Nhưng có phát Word thì có thể mình phát PDF. Đó. Những cái này thì mình chưa thêm đáp án. Rồi.
Đó, thì sử dụng anti thì giờ cách học thì mình có thể học thế này hả? Học Bây giờ cách có thể học 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 thì có thể là học luôn. Ví dụ đây mình sẽ học luôn bây giờ. Đó, ví dụ câu này thì mình sẽ chọn hết đáp án này. Đó. Nhưng mà dễ thì mình chọn 4 ngày. Mình hết đáp án. Đó. Bài 1 mình có hình ảnh đó. Mình có những cái chú để cần nhớ. Rồi. Giờ thì mình cho thêm 10 phút chẳng hạn. Dễ thì mình cho 4 ngày. Đó. Đó. Tương tự. Hoặc là có một cách đó là mình sẽ chọn là chi trên chẳng hạn, chọn duyệt. Sau đó mình sẽ học lần lượt từ trên xuống dưới, thì mình sẽ chọn xem trước. Chọn xem trước ở đây. Thì sẽ nhận được câu mình muốn gì chẳng hạn, mình sẽ chọn like ở đây thì mình nhận mũi tên không đó, thì mình kéo lên xem đó. Cái này thì nó sẽ theo thứ tự đó. Đó. Đó, mình có thể trong này mình nhận đó. Đó, chẳng hạn như cái từng ý một ý là sai thì mình có nốt từng ý một đó, hình ảnh mình cho từng ý một. Đó, tương tự. Đó, trong quá trình học nếu mà chẳng hạn câu này khó chẳng hạn thì mình sẽ cắm cờ đó, mình sẽ thứ nhất là đỏ, màu đỏ này thì sẽ là cà chua một, nó cà chua một chẳng hạn. Câu này khó vừa hơn thì mình ít hơn thì mình cho căn trơn 2 chẳng hạn đó. Còn chẳng hạn như trong quá trình học mà mình học ấy mà chẳng hạn như câu số liệu cần ghi nhớ chẳng hạn thì mình cho căn trơn 3 đó, một xanh thế thôi đó, mình thường dùng ba cái này đó, căn trơn 1 chẳng hạn đó. Ví dụ mình có bằng này câu khó chẳng hạn đó, căn trơn 1 chẳng hạn đó. Ví dụ sinh lý tim mạch chẳng hạn thì mình có những câu này có chẳng hạn, còn mình căn chân một chẳng hạn, căn chân một. Ví dụ chẳng hạn bài câu khó chẳng hạn đó, mình ví dụ một tí mình sẽ giải thích tại sao. Ví dụ ngoại thế mình sẽ có bằng này câu khó chẳng hạn, mình cho căn chân một nó chẳng hạn những câu này cần ghi nhớ về số liệu đó, thì mình sẽ căn cho 3 rồi để cắm cờ một xanh đó. Trong sau đó là quá trình lần cuối thì mình học thì mình những ngày cuối thì mình chỉ học cái câu mình bôi thôi, cắm cờ thôi đó. Thì đấy thì mình sẽ cái này nó sẽ sắp xếp lần lượt tự này, chỉ dưới chỉ trên, chỉ trên chỉ dưới này đó, theo ngoại này, sinh lý này, sắp xếp luôn thế này. Mình học mình sẽ chỉ học những câu này mình xem trước, mình chỉ học những câu cắm cờ thôi đó, chỉ học những câu cắm cờ màu đỏ này hả, những ngày cuối đó. Tương tự những câu màu xanh này thì mình sẽ học nó, cái này mình sẽ học những câu cắm cờ màu xanh này là mình cần ghi nhiều số liệu chẳng hạn đó. Nó mình ví dụ nó đó, tương tự như vậy. Đó. Đó là những gì mình chia sẻ về việc sử dụng Anki để ôn thi.